À, bây giờ con xăng dầu hôi nè anh em, Kubota 10 ngựa. Vừa chạy xăng vừa chạy dầu luôn. Không. Không, Kubota 10 ngựa. 22.200 vòng phút, còn khá đẹp nè anh em. Máy còn lăn luôn. Máy còn lăn luôn. Kubota luôn. Anh em nào có nhu cầu alo nha. 10 ngựa đó mà kéo được motor 15 kg là vô tư luôn nè, vừa chạy xăng vừa chạy ga vừa chạy dầu luôn, rất là đẹp, chạy rất là đã anh em ơi. Đúng nó đập nhẹ cái chạy anh em. Đúng nó đập. Nó này khá đẹp ha. Anh em có đam mê cái dòng này alo nha. 0886356707. Alo. Đó, sức chân nha. Máy lăn ngon anh em ơi, máy lăn rồi, còn hơi luôn. Nên là có nhu cầu alo nha, 0886356267. Mười ngựa. Chào anh em.